Chào mọi người đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay các bạn mình sẽ giới thiệu cho em một cái cây lân sơn của hãng Bumkin. Điều đặc biệt của cái này là nó sẽ có cái ống hút sơn vào trong đây. Chúng ta hút vào trong đây và chúng ta bóp bóp sơn thì nó sẽ chảy vào cái ống đằng kia. Cái ống đằng kia để nó tưới vào cái bông đó ha, và chúng ta lăn nha. Thì đối với cái cây lân sơn này, nó được giải quyết được cái vấn đề là chúng ta không cần phải nhúng, mà chúng ta nhúng thì tôi gạt gạt sơn ha, nó mất thời gian phải không? Chúng ta hút vào cái này chúng ta lăn thôi. Cây này hiện giá khá rẻ, có 550 ngàn cây thôi, và giá giá cũ nha. Cái giá này phải một năm về trước á, có thể là năm mấy về trước á, mình vẫn để cái giá này, bởi cái hàng này hàng tồn tồn kho ở bên kho mình. Lý do là cái bông này, bông sơn này nó chưa có về, thì kỳ này cái bông nó đã về rồi ha, bông bông sơn nó đã về rồi, thì do vậy mình phải làm cái video mình giới thiệu lại để cho anh em nào có nhu cầu có thể ghé mua nha. Này mình sẽ khui ra cho anh em mua về anh em phải tự lắp lắp ráp nha, chứ nó không có lắp ráp sẵn gì đâu, có những cái ống thôi. Đây đó, thì khi mà chúng ta mua về nó như thế này nè, cái kẹp này á, là dùng để chúng ta kẹp vô cái bình sơn và chúng ta gác cái cây lên ha. Đó, gác lên như thế này. Rồi khi mua về anh em để ý ha, đây ráp này vào trước cái cây nè, nguyên cây này đây ha, nguyên cây này nè, chúng ta ráp này vào nè, đưa này lên nha, ta đưa này vào đó, siết vô, em đưa vào nha, nó ta siết vào. Ở trong này nó có cái sinh cao su nha, ở trong này nè, nên nó có sinh cao su nè. Ở đây chúng ta siết vào là nó rút nó vô và là nó sẽ kín thôi. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn này vào. Ở đây em ha, đây cũng có sinh cao su nè nha, và trong này nó có cái g, hay là chúng ta phải xây cho nó cái g nè, cái g này nè, chúng ta sẽ ngay cái g dưới đây, trong đây có g nè, thấy không? Đó, ta sẽ bỏ vô ngay g ha, rồi siết lại, ok ha. Rồi về cái bông lân sơn này thì chúng ta sẽ tháo ra. Đấy, mình sẵn đây mình sẽ chỉ anh em cách thay bông luôn. Bình thường cái bông này nè anh em để ý ha, chúng ta gỡ nắp này ra, dù như cái bông nào mà nó bị hư á, thì chúng ta sẽ quên bông nó sẽ lâu á, nó xuống á, thì chúng ta sẽ thay cái bông nha. Cứng như ta không, bây giờ mình sẽ chỉ ráp vô chút xíu, chỉ thêm bông nha. Ráp anh đưa em đưa vào trong đây nè nha, cái này nè, chọc vào trong đây ha, chọc vào trong đây. Thì cái ống này á, nó được thiết kế là nó có những cái lỗ, anh em thấy không, 1 2 3 4 5 6 cái lỗ nè. Những cái lỗ này thì ở trong đây á, là cái bông này nó đây, thì trong đây nó có lỗ ha, và mỗi cái ống nè nó sẽ có nhiều lỗ nó đưa ra cái bông này nha. Rồi chúng ta đưa vào vô và chúng ta siết lại đó, rồi nha. Rồi cứ thế mà chúng ta lăn thôi. Thì anh em muốn cái này mình có, cái này mình muốn có thêm cái này cũng được, không có cũng được ha, cái này không sao, cái này thì cái mâm thôi ha. Đó, mâm vô vậy nè, anh em muốn lăn thì cái này mình quay tới ha, để lăn nha, như để nè, cái mâm để nó chắn lại ha, nó chắn như thế này lại nè. Anh em có thể xây cái mâm thì tùy theo chúng ta muốn lăn cái nào, chúng ta lăn thôi nha. Đó, chúng ta lăn nè, rồi ok ha. Đó, lăn sơn này đây. Đó, thì đây đây là cái mâm, mình sẽ tháo mâm cho anh em thấy ha, rõ nha. Rồi đây ha, hồi bình thường mình lăn như thế này đây. Rồi còn cái ống này thì sao, cái ống này thì để sẽ gắn vào ở trong cái này nè, để chi, để ta hút sơn nha, để ta hút hút sơn lên đó nè. Anh em có thể hút hút sơn lên để ha, quên quên cái này phải gắn vậy nè, khoan chờ xíu nha, ống này để hút sơn nha, không phải vậy. Rồi đúng rồi, cái này á, thì ở đây mình chọn chọn như nè, cái chọc này thì vào đây nha. Đó, trong đây nó sẽ có một cái lỗ nè, nó kín nè ha, nó siết cứng như nè, anh em chọc như thế này ha, là nó kín lên nè, và anh em hút sơn lên thì sơn ở đây nó hút vào, từ đây nó chạy lên nha, nó chạy lên và cho vô cái lỗ này. Thì bình thường á, trong đây có cái sinh cao su ha, nó có hai lớp nè, lớp ngoài nè, lớp ở trong, lớp sinh cao su rồi nữa nha. Thì chúng ta chọc vào trong đây thì cái này nó kín nè, sơn nó không có chảy ra được nha. Đó, thì khi nó nằm trong như thế này nè. Rồi
Rồi anh em sẽ chọt này vào nha. Đó, và chúng ta sẽ đưa vào cái bình sơn ta đó. Để chúng ta hút sơn lên. Hút như thế nào thì chúng ta sẽ dùng ở đây nè. Ở đầu ở dưới nè. Ở dưới có cây nè, anh em kéo nha. Ở đầu dưới nè, đó chúng ta kéo kéo ra. Kéo ra thì ở đây nó có cái cây nó có bê tông nè, kéo ra nè ha. Đó. Anh em kéo lên vậy thì nguyên cái ống này nè, ống này là ống chứa sơn. Nha, ống sơn. Và mỗi lần mà chúng ta bơm á thì chúng ta bóp một cái, ta bóp nè. Đó, anh em bóp ha. Bóp một cái thì cái bê tông nó nén lên, nó nén sơn vào trong đây. Cái sơn đây thì nó chảy vô cái ống này. Nha, nó ra cái rulo này. Nha, nó ra rulo chúng ta lăn thôi. Thì chúng ta mỗi lần bóp một chút rồi đó thì chúng ta sẽ lăn lăn sơn ha. Này hút xong thì chúng ta sẽ rút ra. Anh em ha. Hút xong thì nó chúng ta sẽ rút này ra nha. Hút xong thì chúng ta rút ra và chúng ta lăn sơn thôi. Khi nào mà nó hết cái ống sơn này chúng ta sẽ rút lại. Đó, thì nó thiết kế vậy thôi nè. Nha. Thiết kế như này. Thì cái cây này giá nguyên bộ là 550 ngàn nha, 550 ngàn. Đó cho nguyên bộ như này đây. Thì ở đây là cái cây này chúng ta bóp từ từ lên ha. Đó. Thì thông thường chúng ta cầm thì ta cầm từ cái mép này nha, mép này thì mình đo chiều dài cho anh em coi. Nó tầm 1 mét ha, từ cái cây lăng, từ cái bông sơn nè cho tới cái tay cầm. Anh em ha, là 1 mét. Đó. Chiều dài 1 mét. Nha. Rồi. Ok ha. Khi chúng ta bơm hết thì nó sẽ, ví dụ ta bơm lên hết đi thì nó nằm ở trên đây. Cái tay này nằm ở trên đây. Nó rút lại thì bơm hết thì chúng ta sẽ rút rút sơn lên nữa. Nha, rồi nó vậy thôi. Còn cái này là cái tay cầm. Nha, tay cầm thì chúng ta có thể cầm hai cây. Đó. Chúng ta có thể để cái tay để nó. Chúng ta sơn xong á ha. Ráp vô này nè. Rồi. Nó sơn xong thì em có thể để như vậy nè, cho nó không có bị chạm cái này xuống ở dưới nha, nó không có chạm cái bông ở ở dưới đất. Rồi hoặc này chúng ta sẽ máng cái này ở lên ở trên cái bình này, máng ngang trên cái thùng sơn á, hay chúng ta có thùng sơn sơn nước á ha, máng lên hoặc để như thế này này, tùy anh em thôi. Còn này là cái tay ấy thôi nha, khi lần sơn tôi để xuống đó, nó thuận tiện. Thì khi cái bông này xài xong nè thì mình sẽ thay bông. Bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách thay bông nha. Thì về cái bông á, thì bây giờ có rồi đây nè. À, cái bông này thì đem từ bên Thái Lan về nè nha. Đó, cái bông này nó điều đặc biệt á là nó sẽ ở trong đây rất là nhiều lỗ nè, nên thấy không, một ống nè rất là nhiều lỗ luôn, chạy dài qua đây luôn. Đó. Một cái bông này giá là 70 ngàn cho một cái bông này nha, giá 70 ngàn anh em ha. Bông như thế này đây thì mình thấy thật sự mà nói cái bông này 70 ngàn thì so với cái này thì mình, tại vì cái hàng này đem từ bên Thái Lan, nếu mà đem từ bên Trung Quốc thì mình nghĩ nó rẻ hơn nữa, nó đâu đó chắc khoảng có 50 ngàn thôi. Thì bên Thái Lan về nó áp thuế rất là nhiều anh em. Rồi bây giờ sẽ thay như thế nào ha, mình xả này ra, em xả này nè, rút ra ha. Rồi ở trong đây thì nó sẽ có hai phần, phần này mình rút rút ra, ở dưới đây nó chỉ rút ra thôi à, nó hơi cứng thôi chứ không gì đó. Nó giống cái này là chúng ta nhét vô thôi. Ai. Cứng quá ta. Mình lấy cái đầu mình nại ra nha. Cái này mình nại ra thôi. Anh em chờ xíu mình lấy cái vít mình nại ra cái. Rồi, vít vít nè, anh em nại xay ra xay ha, lỡ lên nè. Đó. Đây. Ha. Bông như thế này đây. Rồi rút này ra đó, thì cái bông này nằm như thế này nè, ép hai này lại rút này nè anh em đó ha. Rồi mình bông này mà cũ nè mình tháo ra mình thay thay vô thôi nha. Cái bông này hơi bót thì chúng ta dùng nải lên xíu đưa vào nha, rồi xiết lại nhét lại nha, ịt vô cái là xong cái bông nó vậy thôi anh em á. Cái bông nó đơn giản lắm, rồi ráp lại thôi. Rồi nó có cái khấn ha, nó vô khấn rồi. Và chúng ta sẽ cái việc ráp cho thôi. Đó. Ở trên đây thì nó đã có cái ở trên đây nè, nó cả có cái sim cao su này nè. Nha, là sơn là nó sẽ chảy vào trong đây thôi. Tất cả đây nó được có sim hết. Nên sơn nó sẽ không có chảy ra ngoài đây. Nên em ráp nó vô sát là sim nó sát rồi. Rồi ok ha. Cứ vậy mà chúng ta đi lăn thôi nha. Bữa nào thì để mình có sơn mình sẽ test cho anh em. Bây giờ sẵn cái bông mình đây mình giới thiệu trước.
Thì mấy cái đoạn này cũng vậy anh em, hôm nay nó cũng có xin hết nè. Đoạn này cũng có xin hết nè. Ráp vào đây nó làm bằng những khớp nối hết. Vậy chúng ta sẽ vệ sinh đồ nó cũng dễ nha. Vệ sinh đồ nó cũng dễ. Rồi ok ha. 550 ngàn nha anh em, 550 ngàn cho cái cây này nha. Và còn cái bông là 70 ngàn mỗi cái cây, vậy anh em mua về nó đã có một cái bông sẵn rồi. Còn anh em muốn mua thêm bông thì mình mua thôi. Kỳ này mình về bông nhiều nhưng mà cái cây thì mình không có nhiều, cây này mình còn làm khoảng có chục cây thôi. Thì nó còn cái lô trước á ha, cái lô trước á nè. Lý do cái lô trước là lúc đó bông chưa về nên mình bán cũng ít leo ra à, chứ không có nhiều, cũng bán cho khách rồi đó. Giờ sẵn video này anh khách nào đang cần bông á, thì có thể qua cửa hàng mình mua có sẵn rồi nha. Thì đó rồi ok nha, một nữa cảm ơn em á, xin chào và hẹn gặp lại.